Bà đám showbiz đích thị là Dương Mịch, lập tờ buôn với nhiệt ba Dương Dương ngay trên sân khấu, ai đi qua đều bị kéo lại. Các fan còn đùa rằng chỉ cần Dương Mịch ở đâu, nơi đó thành xóm buôn chuyện ngay được. Ngay những ngày đầu năm mới, làng giải trí xứ Trung đã vô cùng sôi động với hàng loạt chương trình chào xuân. Một trong những sự kiện khủng nhất quy tụ dàn gia đình đám showbiz có thể kể tới, lễ trao giải Nghe Nhìn Trung Quốc được quay vào ngày 26 tháng 1 vừa qua. Nhờ có sự kiện này, các fan mới có dịp chiêm ngưỡng dàn soái ca, mỹ nữ của showbiz hội ngộ. Vậy nhưng một trong những khoảnh khắc đang gây bão mạng xã hội từ chương trình này không phải màn đọ sắc giữa các minh tinh, mà là những giây phút đám quên trời đất của Dương Mịch. Ngay trên sân khấu, cô nàng say sưa trò chuyện với Dương Dương, sau đó còn quay sang phân bua giải thích điều gì đó với địch đệ nhiệt ba. Tờ buôn của Dương Mịch ngay trên sân khấu sự kiện, nữ diễn viên kéo cả hai đàn em tám chung đầy khí thế và hăng say. Vì khoảnh khắc này, các fan đang tìm lại những giây phút đám quên trời đất của Dương Mịch với các đồng nghiệp tại sự kiện. Trong chương trình Tinh Quang Đại Thưởng tổ chức năm 2020, người đẹp tam sinh tam thế bị bắt gặp khoảnh khắc tỉa lia trò chuyện cùng Ngô Diệc Phàm và Lý Hiện. Nào với hai người bên cạnh còn chưa đủ, vừa thấy CEO công ty đi qua, cô nàng gọi giật lại để hỏi chuyện, mở sạp buồn tiếp. Cũng ngay trong chính sự kiện này, Sinet có một fan cười bảo với nàng Bạch Thiện vì khoảnh khắc đặc biệt. Khi tất cả các nghệ sĩ vẫy tay chào khán giả, Dương Mịch vẫn quay sang buôn chuyện với cậu em Ngô Diệc Phàm đến mức không dứt ra được. Nói chuyện với người bên cạnh đã đành, cô nàng còn tận dụng mọi hoàn cảnh để buôn dưa, quay hẳn ngồi xuống dưới để nói với Quách Thái Khiết, không tháo khẩu trang nhưng vẫn hoạt động hết công suất, tám chuyện với người bạn thân thiết, Trương Tiểu Phỉ. Nhìn những khoảnh khắc này là đủ hiểu vì sao Dương Mịch được các fan gọi yêu bà tám showbiz. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.